Rồi Thuận xin chào anh em. Hôm nay Thuận xin chia sẻ với anh em, đây là tiếng của con hon, hay còn gọi là con hón, con giòn, một số nơi gọi là nhím đuôi dài và một số nơi gọi là con nhóc và nhiều cái tên theo vùng miền khác. Thì anh em thấy trên màn hình đó, đó là con đầu nó như con chuột, còn cái đuôi nó như con nhím và người nó như con nhím. Thì anh em nào cần cái file này thì liên hệ với Thuận, Thuận tư vấn và Thuận chia sẻ cung cấp cho anh em cách bắt cũng như là buôn bán tiếng cho anh em. Cảm ơn anh em rất nhiều. Rồi xin chào anh em, theo sự yêu cầu của một số anh em thì rất là cần tiếng của con hón, con giòn hay con nhóc cũng là cái con trên hình ảnh này, nhưng không có ai có. Lúc trước có cái file kia nó cũng ok, nhưng mà anh em cần file thêm con cái giòn đực thì đây là cái file con cái. Anh em cần liên hệ xin chào bé con đây.